Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đồ Long TV. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một podcast gì nữa mình cũng không biết luôn. Nhưng nó sẽ là hardcore. Và hardcore này có thiệt hay là không? Ủa gì vậy? Khoan. Bậy nha. Hardcore nha. Hardcore này có thiệt hay là không? Có cần thử không? Thử ra tạo lại thế giới mới luôn xong thử tiếp. Đâu để lao đầu xuống thử có phải hardcore thiệt không? đó, mới vô, tôi chưa có muốn thử. Hello, không có cây cối gì trơn nè. Cây cối gì hết là ăn cho đủ luôn á. Oh yeah luôn, chúc mừng bạn. Bạn đã được lên đảo. Ủa rồi sao? Rồi có cái cây kìa, mừng quá. Thấy cái cây rồi, quá bển. Chưa gì là mất mấy cây đùi gà với mất mấy giọt rồi kìa. Oh! Hết hồn. Chúng ta lên trên đó. Mà phải đi lấy có con zombie. Hello zombie. Xa dữ. Có con heo. Rồi đêm đầu tiên mà không có chỗ làm này làm nọ là xác định ha. Hello. Xác định cái gì thì biết rồi đó. Rồi quay trở lại câu hỏi ban nãy. Ha có thiệt không? Hãy cho tôi biết ý kiến của các bạn trong phần bình luận của phía bên dưới. Có cần test thử ha co thiệt không? Rồi, đập luôn. Ok luôn. Rồi và... Ồ, đây là khác gì vanilla đâu ta. Rồi. Đi qua bên này. Ủa gì vậy? Thiệt tình. Các bạn có thể thấy được là chúng ta đang bắt đầu rất là tiêu chuẩn. Sao biết bản cũ được? Lỡ bản mới cài texture cũ làm sao? Có mà. Người ta cho phép chúng ta sử dụng texture cũ đó, nếu các bạn muốn ha. Các bạn không thích texture mới, vẫn có thể sử dụng được texture cũ. Hết hồn liền. Rồi. Sao nãy giờ không thấy ai trả lời vậy? Cái này ha co thiệt không? Hay là có phù phép gì chổng? Rồi khác gì vanilla không hả? Khác gì vanilla hay không á thì câu này vẫn phải dành cho tác giả của phần chơi này. Và mình không phải tác giả của phần chơi này cho nên mình cũng không có biết nữa. Mình cũng không trả lời được câu hỏi nữa. Khó quá. Đâu. Nhớ là có cái này là biết không phải vanilla nè. Oh, Spartan Weaponry. Yay. Ít nhất có cây này. Absorb sát thương. No chest armor 100%. Cần phải có chỉ hoặc là da. Ở bên kia thì thoải mái rồi. Bây giờ đi kiếm đồ ăn cái kia. Cái tên cắt dậy. Nói chung là có những phần chơi á mà có những thứ nó ít tới mức đáng thương. Ý
Nói chung là có những cái đơn giản mà còn không bỏ vô được thì làm sao làm những cái cao siêu hơn được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cần phải bếp lò. Phanát. Mini câu mở đi. Mơ cũng không thấy. Ven mai mơ đi. Này phiên bản bao nhiêu hả? Các bạn cứ đoán thử đi. Nhưng mà trong phiên bản nó có số 1. Ghê chưa? Ra. À, phiên bản này là có khác số 1 ha. À, trong phiên bản có số 1 chứ lộn, nói lộn. Các bạn có đoán được đây là phiên bản nào chưa? Rồi. Cái handle. Saber. Quá dữ, mới vô có cây Saber. Ăn cái. Chờ miếng thịt nấu lên cái chúng ta đi tìm chỗ. Ok luôn. Aircraft. No. Aircraft không có như vậy. Có gì đặc biệt đây không? Đúng rồi đó. Cái này là phiên bản trong phiên bản lúc nào cũng có số 1 hết trơn đó. Đó là một cái gọi là gợi ý vô cùng chính xác luôn. Không thể nào mà sai được. Nó cũng sẽ không có kiểu như là có những cái gợi ý để đánh lừa người chơi, khiến cho người ta phải suy nghĩ. Nhưng mà mình đưa ra một cái gợi ý rất là chuẩn luôn, các bạn thấy không? Trong phiên bản mình đang chơi có số 1. Ghê chưa? Bao chuẩn luôn. Bò cũng có màu nữa kìa. Không phải bò sữa nữa mà bò vàng. Trên núi nè. Trên núi. Không bán đồ không gì trơn hết á. Mấy số 1 hả? Mấy số 1 vậy thì nó rõ ràng quá rồi. Có số 1 một cái gọi là người ta đưa gợi ý thoải mái rồi. À, để điên vòng coi thử coi. À, giờ cứ hốt mấy con này luôn đi. Đồ ăn làm tới. Tại vì không có đồ ăn thì cũng như không thôi. À có mà, không đồ ăn thì chắc chắn là chuyện gì xảy ra là nó sẽ xảy ra thôi. Còn ai chưa biết chuyện gì xảy ra thì từ từ rồi biết. Ok cherry. Đó, thêm một cái dữ kiện nữa. Quá dữ luôn. Có cây cherry thì đây là phiên bản 1 chấm mấy. Rồi, trời bắt đầu tối. Trò vui chuẩn bị bắt đầu.
Ủa bà có gì bên kia vậy? Ồ, di chuyển có hình ảnh animation luôn à. Ghê. Rồi, cho vui chuẩn bị bắt đầu. Không có. Có đời nào có trong mấy cái phần chơi này nữa trơn hết á. Tệ. Theo mình đánh giá cá nhân của mình là cái đó điều đó là quá tệ. Không ven mai, không bản thông tin, không qua la nè, không có thể hiện đồ ăn trên cây đùi gà, không bản đồ, không có túi ngủ, không có trash can, cái gì cũng không hết trơn. Có sót tin không? Có sọt. Sọt này sơ khai quá. Cũng như là có sọt đi, thì cũng coi như là được đi. Nhưng mà có quá nhiều cái không. Rồi, chuẩn bị nha. Gì vậy? Vụ gì vậy? Sao có chữ cờ đây nữa, liên quan đến cái đó nữa. Đêm tới. Ha co, bạn đâu cần ngủ. Và có con gì kia? Con zombie trước đi. Con gì bên đó tính sao? Không có giáp mà sung lắm. Ồ, banh chành zombie luôn, hay thiệt. Đi qua anh kia coi, con gì vậy? Con gì vậy? Con gì vậy? Hỏi thăm sức khỏe. Sao nó bự quá vậy? Ồ, undead. Ê, anh. À, Yorick. Yorick đi đâu qua đây vậy? Cầm cái xẻng chạy lòng vòng. Đó là Yorick. Tưởng ai? Tưởng ai xa lạ đúng không? Thấy cái xẻng hình nó không có chịu hồi gì đó, nàng công chúa của Yorick lên. Rất là được cái gì vậy? Thịt thúi hay gì mà nữa. Không có zoom mà hả? Tản gì đâu không à. Ghê chưa, ghê chưa. Rồi, và đây là phần chơi Minecraft đêm ác mộng ha. Để coi đêm ác mộng nó ra làm sao. Đêm ác mộng, đêm kinh dị, muốn gọi là cái gì cũng được. Nhưng mà biết, quan trọng là cái chữ đêm kìa. Rồi nó chuẩn bị nó ôm vô, nó chuẩn bị nó ôm vô kìa. Không, dính rồi, suy yếu rồi. Phần chơi tới đây là kết thúc. Đi ra tránh xa ta ra. Không, ôi Yorick nữa rồi, không đánh được con đó. Tôi bám theo nữa. Ơi, đánh được rồi, mừng quá. Đánh được. Anh ở dưới, đánh ở dưới. Anh ở phần hạ thân mới được. Phần ở trên đánh không được. Thì tưởng phần chơi này tới đây là kết thúc chứ. Anh thiệt vẫn còn gọi là tiếp tục được ha. Gì vậy? Tiếng gì ghê vậy? Ghê đi đó. Ôi, và đêm này ghê quá. Chúng ta sẽ phải làm gì bây giờ? Làm sao để có thể vượt qua được đêm nay? Chỉ cần một công cụ vô cùng đơn giản, chính là cái giường nằm xuống. Ồ, ghê chưa, ghê chưa? Chỉ cần cái giường thôi, giải quyết mọi ưu phiền. Sáng lên liền. Thôi, mất gom chơi. Ôi, nó không có bị cháy nữa hả? Căng vậy? Đi chỗ khác. Đừng có chọc nó. Chọc nó hả? Nó chọi cho bình thuốc độc đó. Ôi, zombie không bị cháy luôn. Zombie này bôi kem chống nắng rồi nè. Anh nha. Để nó đánh trúng cái rồi. Nữa rồi. Sao hoài vậy? Rồi, có nguy cơ phần chơi này tới đây là kết thúc. Rồi, kết thúc thiệt luôn. Kết thúc liệt luôn. Tên tên tên.
À, đây là đúng là ha co ha. Ha co mới có chuyện này. Bạn đã xỉu. Bạn đã sống sót được trong vòng 15 phút. Giỡn à. Rồi, sao nữa? Đi ra coi thử coi. Nè, vô rig nè. À, thấy không? Thấy đúng chuẩn vô rig luôn không? Bự bự đi gù gù. Quần áo tả tơi, cầm xẻng. Rồi con ma đâu? Rồi con này cầm xẻng mà còn xẻng cường quá nữa. Ở đâu rồi? Con ma đâu rồi? Thôi, đồ văng ra có con Mimic xuất hiện đi gom đồ nữa kìa. Oh, con này nè, siêu báo luôn. Ok, Mimic luôn kìa, căng chưa. Rồi, bây giờ chúng ta ra tạo lại thế giới thôi chứ còn gì nữa. Còn gì nữa mà khóc. Ủa gì vậy, gì vậy, chuyện gì vậy, chuyện gì vậy, chuyện gì vậy, rồi thăng luôn. Hay quá. Rồi, đi tạo lại thế giới đi ông ơi. Tạo lại thế giới cái nhà. Đây là thế giới mới và sung sướng quá. Rồi bây giờ ở đây thì mình nghĩ là mình có thể sống sót được tới cả 1.000 ngày luôn cũng được. Quá dữ. Sống sót được tới 1.000 ngày luôn đó nha. Trên đây là đảm bảo luôn. 1.000 ngày tại hoang đảo trong phần chơi Minecraft đêm ác mộng. Đêm kinh dị. Ghê chưa, ghê chưa. Rồi sao giờ, giờ không có tàu không gì hết trơn, ít nhất cũng cho tôi cái cây chứ. Không cho gì hết trơn hết á. Mênh mông bốn bờ là biển. Rồi giờ sao đây đây. Rồi các bạn chọn hướng đi, hãy cho tôi một phương hướng. Đông nè. Đông, Tây, Nam, Bắc. Rồi, hay là đi về hướng mặt trời mọc. À, chắc đi về hướng mặt trời mọc đi ha. Đi. Đói gì, có cá mà. Ôi có cái cây kìa, mừng quá. Ôi có cây kìa. Rồi bơi qua bển. Đi qua bển. Biết dưới nước có mấy con xuất hiện không nữa. Để lặn lội bờ đê, bờ sông này nọ. Ấu già luôn, tuyệt vời. Vậy thì có con gì dám tới đây? Thoải mái. Robin xanh trên đảo hoang. Này là Robin long trên đảo hoang. Quá sung sướng. Lát nữa ta đi hạ gục con mực coi con mực có cho ra đồ ăn không. Để chúng ta ăn mực thay cho đồ ăn. Rồi vậy là bạn đã bỏ lỡ những gì vừa diễn ra rồi. Không có thịt mực thì chúng ta sẽ có hột giống để làm lúa mì ăn chay luôn, gọi là đúng tiêu chuẩn vegan luôn. Này chắc sống lâu lắm á. Nó lại thêm một dữ kiện nữa đã xuất hiện. Đây là phiên bản có số 1 ở trọng và không bơi được. Phiên bản mà có số 1 không có rong biển không bơi được. Vậy là phiên bản nào? Ôi, và cảm ơn bạn nhiều luôn. Đi theo ánh mặt trời luôn á.
Ghê chưa? Chứ gì là có trồng cây rồi đó. Nào để làm thuyền chơi cái coi. Chúng ta sẽ đi kiếm chỗ nào đó để đi đào nữa. Nói gì nói chứ cũng phải đi đào chứ. Không đi đào thì mần ăn gì được đâu. Còn mục tiêu của phần chơi này là gì thì mục tiêu là sống sót lâu nhất có thể. Vậy thôi. Sống sót được đi rồi tính. Bên đó có ánh sáng kìa. Có cát luôn. Chỉ có cái đèn vậy thôi hả? Ở dưới này tối thui à? Thấy gì chân? Đèn tùm lum. Cát không. Hồi tệ hơn hồi nãy nữa nha. Nãy là còn có được chỗ để làm này làm nọ. Bây giờ căng thẳng quá nha. Ồ, có sắt kìa. Vui hơn nãy một chút. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ôi, đào sắt liền. Rồi còn vấn đề nữa là đồ ăn. Đây không có miếng đồ ăn nào trơn hết á. Đang đi đào, mọi người hãy bình tĩnh. Chúng ta chưa có đồ gì hết trơn hết á. Rút kinh nghiệm là không có được đi lông nhông dữ quá. Bốn cục sắt. Chưa làm được gì. Rồi, đi lên đi. Không có đồ ăn. Đây, có cua. Ăn được không ta? Cua ăn được không ta? Có con cua kìa. Mình không có chạy để mình đừng có bị tốn đồ ăn. Mà cua này lạ. Cua này đi thẳng được luôn. Ghê thiệt. Cua đi thẳng. Ồ. Không rớt cái gì hết. Càng cua của tôi đâu. Đây rồi. Được cái chân cua chứ không được cái càng nữa. Hai cái chân. Phải nấu lên ăn đỡ mới được. Rồi bây giờ ta sẽ cần phải có bên hết. Bỏ vô. Nấu chân cua lên ăn coi. Cái này căng thẳng quá. Ôi, nấu chân cua lên một cái. Có đồ ăn. Yeah. Chuẩn bị đi khám phá miền đất mới à. Chỗ này hết ở nổi rồi.
không đồ ăn gì trơn hết á. Có hàng không nguội không hả? Không. Có này thôi. Thổi phi tiêu. Ở đây nó thân thiện lắm. À, vô cùng thân thiện với môi trường. Không có cái hàng không nguội đó. Ố về luôn. Rồi cái chỗ này không phải đảo rồi nha. Chắc không phải đảo rồi đó. À, có con bò kìa. Chuẩn bị nha. Vô chạm. Lấy da lấy thịt. Có gì là có thể chạy ra biển. Với lại chúng ta sẽ coi thử coi ban đêm ở những vùng này thì nó sẽ có con gì xuất hiện. Chúng ta sẽ làm hết sức để tránh những giao tranh không cần thiết. Ôi con gì vậy? What? Cá đuối biết bay. Oh. Cá đuối biết bay. Rồi cái con bay bay nãy nữa kìa. Bò leo cây. Trân trọng giới thiệu, con bò biết leo cây. Cùng chung với con gà luôn, hai con leo lên chảnh chơi. Căng vậy ta. Monster Hunter. Hạ gục mấy con đó rồi cái con bye bye lại xuất hiện tiếp đó. Ê, có cái gì đắng nữa kìa. Gì mà nhiều vậy. Ôi mấy con bye bye nhiều quá. Ôi cái gì một đống luôn kìa. Khủng khiếp quá. Vô không. Giờ nghe theo lời trái tim mách bảo hay là nghe theo lời của lý trí hay là con tim? Ra đây em ơi, ra đây chơi cái đi. Con này nó chậm lắm. Ui da, ui da, ui da. Mới nói nó chậm lắm. Thở oxy liền. Giỡn mặt hả? Dám giỡn à. Quánh cho một cây thở oxy ngay và luôn. Rồi chờ xíu chờ xíu. Nãy còn cầm được saber. Bây giờ không có saber. Con gì vậy? Dơi hả? Một thể loại dơi gì đó. Vertosaur. Khủng long luôn á chứ không phải dơi nữa. Terrawin. Pteranodon. Xỉu nè. Rồi rớt ra. Ôi dạ, ôi dạ, ôi dạ. Pteranodon. Thêm một cái cánh của nó nữa. Cánh nó giống như cánh gà vậy đó. Rồi dán hay gì nữa kìa. Đâu đâu trong cái bộ đồ lòng. Rớt ra gì đây? Lấy bộ đồ lòng rớt ra kẹo dẻo.
Vui. Cái con ma lắm nha, nó chụp vô một cái hả, mệt lắm luôn á. Này là cái gì đây? À, và có những cái món đồ chơi này. Mình muốn lên trển mình chạm mấy con đó đó, nhưng mà xung quanh nó được bảo vệ căng quá. Nó bay bay sùm hết trơn luôn. Chúng ta chưa có áo giáp. Ôi cái gì nữa kìa. Có người rơm. Phải người rơm không? Tới ẻm nữa kìa. Rồi nó thấy mình hay sao rồi? Cái gì vừa đáp xuống vậy? Oh yeah luôn. Ủa nó thả con gì xuống cả? Ghê quá đi. Buổi tối ở đây thị phi quá đi. Nhanh lên, nấu xong lên nhanh lên, tôi chạy kiếm chỗ khác. Rồi có một con gần đây nè. Thấy rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Tới kìa. Giờ con hỏi là chơi không thôi. Chơi rồi à, lỡ có chuyện gì ra tao lại thế giới thôi hả? Ôi nó thả con gì ra. À, mấy con này đi tìm mình nè. Dán hay gì á. Nhảy lên nữa chứ. Insect. Nữa một cái con lên cái con nó chơi ghê quá các bạn, trên người đó là một đống mấy con gián này luôn nè, gián không à. Có nó rải gián tiếp kìa, ở dơ quá mày, ở dơ quá mày. Có rải dán rồi, đội quân dán. Ngon thì vô đây. Không dám vô mà chỉ toàn nhà chơi quăng dán không à. Rồi mấy con nó được gì đây? Khi thinh làm gì? Làm da. Được cây hâu. Rồi giờ sắp sáng rồi. Tạm biệt mấy đứa nha. Chúng ta đi chỗ khác coi thử coi. Cũng toàn mấy cái này không. Dễ hả? Dán á chứ. Dễ gì. Tiếng gì vậy? Có tiếng gì vậy? Đó các bạn nghe tiếng gì không?
Tiếng gì lạ lắm, biết tiếng gì luôn. Ăn hiếp được mấy con nhỏ nhỏ. Nó bị dính ở dưới hay sao á, cho nên nó xỉu. Chảm nè, chảm nè, cất đồ xuống dưới luôn. Rồi, bình minh đã tới rồi. Đi kiếm đồ chơi. Ấu dè luôn. Vô rít nữa. Chỉ có thịt thúi thôi. Cù đâu? Cù ơi, ủa, không phải cù. Bò. Cù đâu, cù đâu? Bên kia phải cù không? Cù, đúng rồi. Hi. Cảm ơn cù. Hai, không đủ lòng. Rồi cũng không đủ luôn. Rồi sao đây, rồi sao đây. Có nhiều thứ quái dị lắm. Ây da, bị cua kẹp. À, có cù nữa kìa. Cù màu xám rồi hả? À, màu xám thiệt. Cù gì nhiều màu quá, không có được đâu. Tiếng gì vậy ta? Ở dưới hàng á. Đó, dưới hàng cả tới thui luôn cả, thấy không? Có con dán rõ ràng. Tới thui à, không có thấy cái gì hết trơn á đó. Không có thuốc nhuộm sao nhuộm. Nó mới chớp chớp. Ôi, fiddlestick à? Các bạn có fiddlestick à? Hello, hello. Chém cái là ngất ngây và xỉu. Đâu có phải Halloween đâu. Giờ này mà Halloween gì? Thích đồ stick hả? Bây giờ nhanh chóng làm đồ saber bằng sắt. Làm cái chết quăng đỡ vô mấy món đồ ở đây luôn. Ông không thức à. Ngủ. Có chỗ ngủ. Đây. Này làm gì? Kết hợp với khi thinh. Nghe tiếng con này con kia hoài luôn á. Phải có câm lặng hả? Nó tự câm lặng bản thân nó rồi đó. Để cho mình chém đó các bạn thấy không?
Ốp ghê luôn. Đây, chúng ta sẽ có được Iron Saber. Đang nấu tới đâu rồi ta? Để canh canh nấu đồ một cái. Xong rồi chúng ta đi khám phá cái hang đó. Coi có điều gì đặc biệt đang chờ đón chúng ta ở dưới đó. Chúng ta sẽ đem theo cái này để đi xuống cái hang đó. Và con quạ rồi bỏ vô nấu cánh gà luôn nè. Trời, có nhiêu đó thôi đó. Cái cánh gà. Rồi đi. Ủa khoan khoan, chúng ta có thể làm được một cái khiên. Có một cục sắt. Chưa đủ rồi. Ờ không đủ, không đủ. Thiếu rồi. Đi chặt cây một cái. Để làm khiên luôn. Rồi chui vô chổng coi thử có gì ha. Chưa có giáp, chưa có gì hết. Ôi té nữa là mệt đó. Zombie. Oh yeah luôn. Lại nữa. Ui da, đỡ rồi đó. Đỡ rồi đó mà nó phang một khúc luôn. Giống như đỡ không được. Con đó nó ghê quá. Đập ra 8 cục sắt ha. Ngon lành. Kinh khủng long. Kinh gà.
dán quá chừng luôn, con này dơ quá. Ô, có con dơi kìa, hình như con dơi mắt đỏ. Con dán đâu rồi? Hạ gục nó cho chắc cú. Buổi tối nó sùng lên nó tìm mình nữa. Và ở đây có đường gì nữa không đây? Cái gì đó. Ú dè luôn. Con đó là cái con khoáng sản hay cái gì kìa? Diamond hay gì đó. Ta sẽ cần phải nấu sắt lên cái mới đi tiếp. Ú dè luôn. Đã liền. Sắt nè bà con ơi. Nãy còn sắt nữa đó, cứ từ từ ha, từng bước đi xuống phía bên dưới, tối thui như mực. Tao mình đang đi coi trước, chứ mình chưa có lấy mà. Nó độn thổ tới kìa. Áo con chất độc nó. Rồi. Giỡn mà. Phun chất độc nữa. Nó độn thổ tới luôn. Ghê. Được rồi. Ta nên quay lại. Có thể lấy được gì thì lấy. Toàn là tiếng của con gián mà. Dế nào kêu kiểu đó. Gián không. Gián thời tiền sử. Bự lắm. Nhiều vậy, đã vậy. Chỗ này đập ra không có lấy được, nó rớt xuống dưới không. Đi lên đó lấy lại sắt. 14 chưa đủ làm áo giáp. Ngoài đó tối thui rồi. Tiếng gì vậy? Có rất là nhiều âm thanh lạ. Là tiếng con gián nữa rồi. Chúng ta đi lấy thêm sắt đi. Làm bỏ áo giáp luôn. Với lại sắt đủ để có thể làm cúc chim. Chỉ có bên đó thôi. Bên đó đó. Chỉ bên đây. Yên tĩnh quá. Rồi xong gãy luôn rồi.
Này là sự im lặng trước cơn bão thôi. Lát nữa bão tới, đã không kịp. Đó, bão tới rồi kìa. Oh yeah luôn. Tôi nói mà, bão tới. Rồi đi ra bơi, đi ra. Thật sự luôn á, chém nó không được mà cũng không làm gì được hết. Rồi, nghi ngờ lắm. Không có làm được gì hết luôn. Phải hồi phục cái. Đó, nó chảnh đó. Ôi, chém trúng rồi. Mừng quá. Trúng rồi, trúng rồi. Lên đường nè. Có gì chảnh kìa. Đồ gì chảnh á. Quay về, quay về, quay về. Đang cho nấu đồ đây nè. Bỏ vô, sắt đâu. Trước mắt là làm cái cuốc chim cái. Xài đồ bằng sắt luôn. Anh kia lấy đồ coi là cái gì trước đã. Ồ, cục gì xanh xanh. Hí, ectoplasm dagger. Được ba sát thương 5.5. Nó là cây này là độ bền vô hạn. Cộng 2 sát thương đó những con mình nên undead, không phải là undead thì mới cộng. Hơi ngược đời á. Chúng ta thấy toàn undead không à. Rồi làm liền. Có cái áo giáp lên. Giúp cho bản thân khỏe hơn chút. Nếu không là đi luôn đó. Cuốc chim bằng sắt là sung sướng. Có dài. Này thì ta sẽ còn dư để làm cái xô. Chờ xíu cho nó nấu lên cái. Làm cái xô chúng ta đổ nước, chúng ta đi xuống dưới cho dễ. Ờ, không đủ rồi, thiếu một cái. Đau lòng quá đi. Rồi, được bộ đồ trước. Không đủ phần còn lại. Rồi, đi. Đi kiếm thêm sắt một cái. Đã thấy bên kia còn. Bên đó, phía trên kia. Hey, pick those stick nữa kìa. Còn dưới bài bài.
Một loài chim gì đó. Sáng rồi cả. Đi ra ngoài coi thử. Sáng rồi. Đi đào có được bộ đồ rồi. Sáng rồi có gì đặc biệt. Zombie. Ây dạ. Dán thôi. Dán lúc nào cũng nhiều. Có làm gì không? Có luôn. Biết đánh luôn. Ít đồ stick. Nó không có giác cái cây lưỡi hái gà thôi. Chứ nó vẫn đánh hả. Nó ồn. Nó ồn kinh khủng luôn á. Nãy mình đi ở dưới là mình nghe mấy con này nó chạy tùm lum hết. Chúng ta phải giảm bớt tiếng ồn lại. Khó chịu quá. Cánh gà vô. Bao nhiêu đây? 4 cục. Chơi luôn. Sang luôn. Này làm được gì? Làm được cái này. Cần có những cái xịn hơn. Này chỉ có được cái này thôi. Đây là cái xô. Đi múc nước. Để mình đi xuống dưới sâu hơn ha. Và cái này làm được cây xia nè. Cây xia. Khoan đi. Giờ làm xia để làm gì? Bây giờ chúng ta đi xuống dưới một lần nữa. Và bây giờ là căng thẳng lắm đây. Ủa đường nào? Mục tiêu trong chuyến đi lần này. Kim cương. Ta lấy được kim cương nha. Rồi để lấy lại chỗ này cái. À dữ. Oh yeah luôn. Còn nữa hả? Rồi. Tắt. Zombie. Oh yeah. Zombie không đáng sợ bằng cái con đó. Thiệt luôn á. Thấy rồi. Bây giờ đỡ với nó là một cái điều mà coi như là không có tác dụng gì hết trơn á đó. Rồi dính rồi. Không
không có đỡ được với nó. À, xong. Tôi hận cái con ma bye bye đó. Banshee. Nó không có thể nào mà đánh được nó luôn á. Nó ôm vô một cái là lên đường. Ho 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 ho. Đây là đâu? Mặt trời đâu? Rồi, hết biết luôn. Mặt trời sẽ đứng trên đầu luôn rồi. Di chuyển cái để xác định phương hướng. Quay lại chỗ đó coi cái coi. Đó. Mà mình hết biết mặt trời đi đâu luôn rồi đó. Chỉ sao mặt trời đứng yên luôn rồi nè. Mặt trời lên tới đỉnh đầu. Rồi để nhớ coi nãy chúng ta đi hướng nào. À có cái cây nè. À thẳng đi. Hay quá. Mục tiêu là kim cương hả? Mục tiêu là con ma. Con ma nó ôm vô một cái thôi. Tình thương mến thương liền. Nó trao cho một vòng tay âu yếm. Mà bạn không thể nào phản kháng được. Không có chạy ra khỏi chỗ đó được nữa. Nó ôm xong rồi dính đó luôn. Rồi người ta đi thắp sáng này nè. Đó. Rồi và đồ rớt một đống luôn. Yay, con ma này nè. Hận con ma. Mà có lúc đánh được nó, lúc đánh không được. Ngộ vậy đó, mà đa phần là đánh không được. Thành ra chỉ toàn là xỉu mà thôi. Còn trong khu này tối đen như mực. Yay. Thiệt là thú vị quá đi. Rồi và như vậy là ngày hôm nay chúng ta vừa trải nghiệm một phần chơi mang tên là Minecraft là đêm ác mộng ha. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip khác. Bye bye.